Đây, ông anh đây rồi, ông anh đây rồi. Ông da đen đây rồi. Ok, hello ông anh da đen. Thôi tầm này là chắc chắn là đi bụi rồi. Thăm hỏi cái nhẹ động viên anh em ạ. Rồi, tôi farm xong cái con bùa này. Để xem đi gai gai đây. Ai sẽ là mục tiêu của tôi đây? Ấy, ông anh da đen. có thằng em gọi là biến biến thái. Ôi dồi ôi, lại bớ được ông anh da đen rồi. Tôi xin. Lại là ông anh da đen. Chúng ta lại gặp nhau vào một buổi sáng vui vẻ đấy. Vui dĩ nhiên là cho tôi, còn xui là cho ông rồi. Tiếp tục lại là gặp ông anh da đen ở đứng dưới rồi. Nãy giờ tôi cũng phải hút được 3 mạng, 4 mạng rồi anh em ạ. Hello, ông anh da đen. Ông anh da đen vẫn đang kiên trì ở đứng dưới. Úi trời ơi, bị tôi hấp diêm tận lệch tận 3 level cơ ông ạ. Ông anh da đen đâu nhỉ? Ông anh da đen đây này. Ô, ít máu à? Đấy, ít máu không về à? Đây để tôi giúp cho về nhà luôn nhá. Đấy, phải có tôi mới về được nhà luôn anh em ạ. Đấy, hello ông anh da đen. Úi trời ơi, lệch tận 4 level rồi ông anh da đen ạ. Úi trời ơi, bay màu. Gì đây? Cửa ngõ mờ mờ đi lẻ phít vào lờ. Tí hết game bố report rồi. Xin lỗi ông Brody đi nha, làm ông bị đồng đội Yo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Ngày hôm nay, Mỡ sẽ mang đến cho anh em một trong những cái vị tướng mà cá nhân Mỡ cho rằng cái vị tướng này nó có khả năng bully bậc nhất trong tựa game Mobile Legends. Đấy, tức là kiểu bắt nạt các vị tướng máu mỏng, máu giấy và không có khả năng chống cự thì bục bức. Ý của Mỡ ở đây là không có cái sự cơ động trong lối chơi và không có sự phòng ngự anh em. Đó chính là Herlay. Herlay rõ ràng là một cái vị tướng mà anh em nào mà theo dõi kênh của Mỡ thì vốn đã là quá là quen thuộc đến từ cái vị tướng pháp sư kiêm sát thủ này rồi. Một trong những cái lý do khiến cho Herlay nó có được cái tag pháp sư kiêm với sát thủ đó chính là cái bộ kỹ năng của Herlay level 4 nó đánh chẳng khác gì một cái con sát thủ cả. Khi mà những cái vị tướng máu mỏng mà chỉ cần dính một combo 2-3-1 của Herlay là chắc chắn là sẽ đi bụi, không có cách nào để mà thoát được cả. Chỉ có một số ít những cái vị tướng có thể thoát được, đó là những cái vị tướng mà có khả năng tự bảo vệ bản thân mình, như là sở hữu đi được những cái kỹ năng giảm đam đến từ chiêu 1 của Kazita rồi thì chiêu 2 của con Matip đấy, hoặc là những cái vị tướng mà có được cho mình đó là một lần bất tử như là Xbox hoặc là cái vị tướng Nana mà thôi đấy. Nhưng mà những cái vị tướng có được những cái bộ kỹ năng đó rất là ít ở trong cái tựa game Mobile Legends này, và đặc biệt ở trong trận này thì gần như những cái vị tướng đó nó không có. Như là kiểu Brody này, như là kiểu đó là cái vị tướng Eudora này đấy. Thậm chí là những cái vị tướng khác kiểu như là Hayabusa hay là anh chàng Jin đấy. Cho nên là ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em gameplay về Herlay. Mục đích của chúng ta trong cái trận đấu này ấy, như mọi khi như thường lệ, đó chính là chúng ta sẽ đè nát cái đường xạ thủ để mà team bạn không có được một cái con xạ thủ đúng nghĩa ở giai đoạn đầu game anh em ạ. Nhưng mà tình huống vừa xong Mỡ xuống đường dưới thì không thấy xạ thủ đâu cả, chắc xạ thủ về regen. Vì vậy ở đây Mỡ có được một cái pha gọi là tình cờ và bất ngờ. Mỡ gặp được Hayabusa và Eudora ở đây, kết liễu đi được Hayabusa. Và Eudora thì lặng lách đi đâu ông ơi, double kill rồi. Ê, nhưng mà đó không phải là những cái gì mà Mỡ muốn có ở trong cái trận đấu này. Trận đấu này có lẽ là Mỡ muốn thăm hỏi nhiều hơn đến từ cái anh chàng Brody anh em ạ. Đấy, bởi vì rõ ràng Brody là một trong những cái vị tướng mà có thể nói là sốc đam và bắn rất đau về giai đoạn late game. Đấy, thậm chí là ở đường dưới lại còn hạ gục đi được xạ thủ của team Mỡ. Mà trận đấu này team Mỡ lại có một cái đội hình 2 xạ thủ cơ. Đấy, vì thế cho nên là ở trong cái trận đấu này là tôi sẽ quyết định gọi là chăm sóc rất nhiều ở đường dưới nha. Tuy nhiên vì là một vị tướng đi rừng cho nên là Mỡ sẽ phải ăn đi cho mình những cái mục tiêu lớn, ví dụ như là bùa đỏ, bùa tím, bùa rùa. Sau đó Mỡ mới có được cái động thái vòng xuống đường dưới, anh em hiểu không ạ? Ví dụ như là Mỡ chơi những cái con đảo đường như Tử Long thì Mỡ không cần quan tâm đến bùa biển, Mỡ chỉ có đi đánh nhau thôi. Nhưng với thân phận và vai trò của một cái vị tướng đi rừng thì anh em sẽ cần phải có được cho mình những cái tình huống đi ganh anh em nhá. Rồi ở đây là có mất trụ đứng dưới rồi. Ôi
Mà chúc đứng dưới à? À, thế thì để anh da đen cho tao mỡ. Anh da đen để đấy cho tao mỡ. Chiêu cuối ma thuật tử thần và quăng bài chúng hết thế này thì đi bụi. Đến từ vị trí của đó là anh chàng da đen Brody Hayabusa xuống ganh, nhưng mà ganh muộn mất rồi bạn ơi. Khi mà mỡ đã ganh thành công ở vị trí của Brody, nhưng tuy nhiên là team bạn cũng có được một cái pha hồi mã thương khi họ cũng đã ganh lại được cái con nạ Hanabi. Tuy nhiên là mỡ cũng được có một đòn hồi mã thương khi mà mỡ ganh được vào vị trí của đó là Hayabusa và mang về mạng thứ tư rồi. Sành quá anh em ạ. Ăn xong cái con bùa đỏ này thì mỡ quyết định gọi là quay trở lại đường dưới để mà tiếp tục rình dập con cá mập với vị trí của anh da đen Brody anh em nhá. Đấy, chính ra anh em nào mà mới tập chơi Mobile Legends thì anh em chơi giống như mỡ rất là đơn giản luôn. Chúng ta chỉ cần đi ganh một người thôi. Rồi, mỡ thấy Brody ở đường giữa. Hello anh da đen. Đấy rồi, anh bạn của tôi ơi. Chơi game với tôi kiểu hơi bị điệp thúi anh em nhỉ. Thể luôn. Tôi chơi game kiểu này khốn nạn quá anh em ạ. Anh em nào mà học tập cái cách chơi của tôi thì lưu ý là anh em cũng phải cẩn thận nhá. Bởi vì đôi khi anh em nào mà học tập cái cách chơi của mỡ xong rồi anh em để thua ấy, thì cuối game team bạn nó cáu lên, nó chửi kinh lắm anh em ạ. Cho nên anh em mà chơi theo cái cách này thì chắc chắn một điều là anh em sẽ để lại cái sự ức chế cực kỳ kinh khủng cho team bạn. Và một khi mà đã khiến cho chúng ức chế rồi thì anh em phải cố gắng giành chiến thắng nhá. Chứ anh em đánh như thế này mà anh em không thắng được thì cuối game anh em nên thoát game thật nhanh, chứ không là nó bật chat ô lên nó chửi, hoặc là cuối game nó thấy gần thắng là nó bắt đầu chấm hỏi, nó chửi mình đấy anh em ạ. Rồi, ok, Brody đi đâu rồi? Lại một lần nữa bước xuống đường dưới. Uầy, có vẻ như là anh chàng ả lột đang cố gắng bảo kê vị trí của Brody anh em ạ. Và mỡ lại nhảy xuống. Ôi ôi, thế này bảo kê kiểu gì? Úi dồi, bye bye, see you again. Úi dồi ôi, lại lên bảng điểm số anh em ạ. Và ở đây ả lột lại bay màu. Trận đấu này, ui, trận đấu này anh em nhìn đi, bản thân mỡ có được 7 mạng hạ gục anh em ạ. Nhưng tuy nhiên là team bạn cũng có được 7 mạng. Tức là trận đấu này team bạn đang đánh tương đối là đôi công và ăn được mạng bằng với team mỡ. Úi dồi ôi, ông điện, tôi thấy ông điện rồi nha. Ông làm cho con bò gì đấy? Và như vậy là ông điện đã mất đi cơ hội gọi là hạ tôi rồi. Ông ý choáng tôi xong ý giật điện vào đầu con rùa anh em ạ. Rùa theo kiểu chứ, tao làm gì đâu mà mày giật tao. Ok, tôi lại có được mạng của đó là cái vị tướng Utora. Nhưng chiêu cuối của tôi vẫn còn đấy, cho nên là tôi lại nấp vào bụi. Đây rồi, anh da đen. Anh da đen Brody, anh da đen đâu rồi? Anh da đen đây à? Anh da đen đây rồi. Và đó là mạng thứ 8 của tôi ở trong cái trận đấu này. Cầu ngạ thôi. Tầm này nó thật với anh em là cái con Brody chắc là đang bị đồng đội chửi rồi. Chắc là đồng đội sẽ chửi là DM Brody mày fit vừa cơ lờ. Nhưng mà đồng đội nó sẽ không hiểu rằng là tại sao thằng Brody nó lại fit. Câu hiểu không? A lột lại đánh tôi câu ngạ. A lột lại hơi kiểu bị ngáo cần rồi. Thanh niên này có lẽ là cũng nghĩ là tôi máu mỏng, cho nên là tôi không có chiêu cuối nên đánh tôi luôn. Một tình huống có thể nói gặp là va đến là đón của A lột. Tuy nhiên là gặp là va đến là đón, nhưng mà cuối cùng lại lệch level lệch đồ. Thế là A lột đi bụi luôn. Cặp đôi đường dưới đang có vẻ rất thọt. Trận đấu này team mỡ đang dẫn trước với KDA là 15-8. Và bản thân mỡ đang có tận 10 mạng hạng gục ở trong trận đấu này. Chưa phải lên bàn điểm số một lần nào cả và cũng không cần đồng đội hỗ trợ. Bởi vì trận đấu này tôi có lên đường trên đánh nhau, tôi có ra đường giữa đánh nhau đâu. Tôi chỉ tập trung ở đường dưới mà thôi. Đường dưới liên tục là khai thác vào vị trí của anh da đen Brody. Và lại một lần nữa, anh da đen lố đà, anh da đen lố đà. Và thế là hư mạng tiếp theo của tôm mỡ ở trong cái trận đấu này. Ôi dồi ôi, anh da đen 1-6 rồi câu ạ. Chơi game kiểu này thôi tôi thề với anh em. Mọi người hay có cái suy nghĩ là vào trong tựa game Mobile Legends này để mà giải trí, nhưng mà gặp phải những cái thằng người chơi như là cái thằng khốn nạn Hurley này thì chắc là tôi nghĩ là chơi xong trận này chắc ông Brody, chắc ông ấy, một là ông ấy vứt cái điện thoại, hai là ông ấy xóa game, và ba là ông ấy bắt đầu đi chửi thề và bắt đầu một cái ngày mới nó cục cằn rồi anh em ạ. Mới sáng ngày ra mà đã như thế này thì tôi nói thật với anh em là còn đâu tâm trạng để cho một ngày mới làm việc nữa. Rồi tôi nhảy lên, tự dưng phát hiện trong bụi có con Eudora các ông ạ. Thế là 12 mạng rồi. Và tôi ngay lập tức quay trở lại ở đường giữa vì có Brody ở đây. Thôi xong, Brody đã không ăn được cái mạng nào, lại còn bị lên bảng điểm số mạng thứ 13. Alot, anh ta lao vào mỡ, anh ta đập mỡ, nhưng vấn đề ở đây là hết đam rồi bro ơi. Double kill. Mỡ nhảy sang phía bên này để tránh bóng đến từ Hayabusa. Và sau đó lại tiếp tục đứng ở trong bụi rồi, bắt đầu chửi nhau rồi. Wakamaisa MM. Tôi đi du học nhiều, tôi cũng phần nào biết được đi ở tiếng Philippines anh em ạ. Nó đang chửi thằng xạ thủ là cái con cờ hó xạ thủ, tại sao mày lại đi một mình đấy? Mày bị cái con Hurley nó bắt mày hoài mà sao mày cứ đi một mình, mày ngu vờ lơ. Thật luôn anh em nào mà lên search thì anh em sẽ biết được cái từ này ngay. Để tôi xin lỗi Brody anh em nhé. Sorry Brody. Tôi không biết là khi mà tôi chat như thế này thì cái con Brody nó có lên đồ thủ phép chưa.
Tôi không biết anh em ạ, nhưng mà mục tiêu của tôi ở trong cái trận đấu này vẫn cứ là đi ganh Brody tiếp anh em ạ. Rồi, ok, Brody khả năng cao nó vẫn cứ lởm vởm ở đường giữa và đường dưới thôi. Cái tầm này máu tôi nhảy vào 3 đường gọi là lên bảng điểm số trong gì nữa anh em. Đấy, trận đấu này thì đánh cái con Hurley để mà có được cái thế chất bá như tôi thì sẽ trang bị tôi sẽ để ở góc dưới bên trái. Và bảng ngọc chúng ta sẽ dùng ngọc bảng ngọc pháp sư điểm tài năng ở sùng bái anh em nhá. Một khi mà anh em đã có được cho mình đó là cái trợ học giả và cái quyền trượng đũa phép ánh sáng thì chắc chắn là một combo là cái con Brody này lên bảng điểm số. May ra ở thời điểm hiện tại nó bán hết đồ của nó đi, nó cầm cái khiên thần Athena thì nó mới chơi được. Rồi, Brody ở đường giữa có sự bảo kê đến từ Alot nhưng mà tôi nhảy lên ơi rồi ơi Alot không chắn trong Brody đi bụi rồi. Yo my friend, úi dồi ôi, bạn thứ 15 của tôi. Ây à, úi con Yin nó đưa tôi vào lần đỉnh tình ái. Nhưng mà tôi rất nhanh nhảy ra được khỏi skill của Yin và sau đó bắn ngược trả lại anh ta. Thôi tầm này Yin đi bụi rồi. Và nhảy tiếp một lần nữa, né đi cái làm choáng đến từ ả lốt và tiếp tục né đi skill đến từ Hayabusa. Sổ ôi, phu từ 9, 16 mạng hạ gục rồi. Tầm này thì bully team bạn cứ phải gọi là ối dồi ôi luôn. Rồi, anh em thấy không? Anh em chỉ cần chơi như thế này, tìm đúng mục tiêu để mà anh em lao vào anh em rồi mà thế là xạ thủ bên phía của team bạn đi bụi ngay. Thật ra chơi cái con Hurley này thì có hai cái là loại tướng anh em có thể gọi là đi chăm sóc một cách nhiệt tình. Thứ nhất là xạ thủ, đây là cái vai trò anh em đi chăm nó dễ nhất bởi vì xạ thủ hầu như nó chỉ đứng ở đường vàng giai đoạn đầu game thôi. Đấy, và tầm này ôi trời ơi, đứng ở nhà thì cũng một combo anh em ạ. Ôi ôi Brody đi ấy ạ, tôi bỏ mỡ rồi, con điện này nó dính tôi câu ạ. Ôi nó sắt đào tôi mất rồi. Úi ôi một đống vàng anh em ạ, tinh tinh vào tài khoản của team bạn luôn. Kinh vãi hò. Đấy, vị trí đầu tiên mà các ông có thể chăm sóc là vị trí xạ thủ. Vị trí thứ hai các ông có thể chăm sóc là vị trí pháp sư đường giữa nhá. Đấy, thì các ông cố gắng gọi là chăm sóc hai cái vị trí này. Thì sau khi mà các ông có đồ thì các ông sẽ đánh nhau rất là dễ về giai đoạn là cuối game. Trận đấu này mới chỉ đến phút thứ 10 thôi mà tôi nghĩ rằng ôi dồi ôi con điện, con điện nó núp bụi. May quá tôi kịp gọi là để lại một cái mũ ở bụi phía dưới. Và tôi dịch chuyển về kịp, con điện nó dồn đam kinh vờ lờ vãi nồi luôn. Ok, tí máu rồi, tầm này nên về không anh em nhỉ? Không, tầm này farm rừng để hồi máu anh em ạ. Và chờ một cái kèo chúng ta nhảy vào chúng ta đánh nhau tiếp. Đấy, tầm này team bạn với việc mất đi cho mình nhiều len như thế này là nó không dám đi cao lên giữa map đâu. Tầm này chúng ta hoàn toàn có thể gọi là đánh hổ báo một chút là được anh em nhá. Rồi ok, chắc là không có gì rồi. Ôi bị lộ tầm nhìn rồi anh em ơi, toay lộ tầm nhìn rồi. Ok, farm đi cho mình đó là cái con cỏ tung tăng nha. Ui trời ơi, con điện nó đang áp đảo đối phương kìa. Ui tìm bạn, con điện nó xanh thế, điện nó xanh vãi hò luôn anh em ạ. Nó cũng chẳng khác gì tôi cả, mà con điện nó lại còn dễ chơi dễ trúng thưởng chứ. Thôi tầm này lên cái khiên thần anh em nhé. Tôi nghĩ là tầm này tôi phải lên cái khiên thần rồi, chứ bây giờ mình đi ganh xong rồi mình lại bị ganh ngược thì nhục lắm. Con điện bây giờ nó cũng chơi theo cái kiểu nấp nấp rồi, nó cứ nấp nấp ở chỗ nào mà kiểu có cái thằng Brody. Ừ, bây giờ chắc con điện bên phía của team bạn nó biết là tôi sẽ đi dình nó, à dình thằng xạ thủ, cho nên nó đánh rất là bố lạ. Ui, điện nó tốc biến xuống dưới để mời nó bắt tôi nhưng có áp chế đến từ Novaria. Và tôi thì lại cực kỳ biến ảo nên là cái con điện đi bụi luôn. Shut down được điện, mang về mạng thứ 20 của tôi trong cái trận đấu này rồi. Ui dồi ôi, cái trận đấu này chắc là cái con Brody nó cũng phải góp được tầm chục mạng anh em ạ. Brody chắc phải góp tầm chục mạng. 10 mạng còn lại là những cái mạng mà tôi tiện được công tác đi đánh nhau thôi. Vì anh em có thể nhìn thấy là ở trong cái trận đấu này tôi toàn dùng chiêu cuối vào cái con Brody mà. Ok, tầm này chúng ta sẽ chờ ăn đi cho mình đó là cái con của team nhá. Phút thứ 12 rồi, game đấu này bây giờ game này nó vẫn còn gọi là sớm. Ui sổ một tình huống bật ulti nhảy lên. Nhưng Novaria bên phía của team mỡ là người có được mạng gục, tiện đường công tác sau đó mỡ ăn đi cho mình đó là cái con bùa team. Và sau đó chúng ta sẽ để xem gọi là chúng ta nhảy vào để dấu sát thương lên Brody. Ôi nhìn đưa tôi đâu lại tình ấy, nhìn đập tôi. Nhưng tôi bật được quyền trượng mùa đông lên, nhìn không làm gì được cả. Tôi nhảy một đường né đi những cái đòn đánh thường của Yin và sau đó thoát khỏi một cái pha ganh đến từ Yin. Ký ức tan vỡ của Brody được kích hoạt nhưng không đủ đam. Quên, Brody là mục tiêu của mình mà. Đấy rồi, ông anh Brody ơi, lên bảng điểm số luôn. Trời ơi, Brody không bị tôi hạ thì cũng bị team tôi hạ. Và tiếp tục là Hayabusa, mạng thứ 21 rồi. Uầy, trận đấu này mà trừ đi 21 mạng của tôi thì khẳng định với anh em là trận đấu này team tôi đang thua. Ôi nhưng mà, ôi điện ơi, anh mày cầm khiên rồi điện ơi, cầm khiên thần rồi điện ạ, à. Anh mày có khiên rồi. Anh mày có khiên rồi điện ơi, tầm này điện là đi bụi mất rồi. Game đấu này quá lệch. Và tất cả những gì còn lại ở trong cái trận đấu này thì chắc có lẽ là làm cho team bạn phải giải thoát team bạn thôi anh em ạ. Chứ tầm này đánh được cái gì. Đấy, anh em có thể nhìn thấy lối chơi của Hurley rất đơn giản. Trong cái video clip là tôi đã tóm gọn lại cho anh em cái lối chơi của Hurley rồi. Cứ nhìn cái đứa nào mà mỏng mỏng yếu yếu dễ hạ gục ý, là anh em chọn anh em cam được đấy bằng chết thì thôi. Đấy, và khi mà anh em đã hạ nó nhiều ý, thì thứ nhất là tinh thần của đứa mà anh em cam nó ý, nó bị bất ổn.
Và cái thứ hai là nó còn bị đồng đội của nó chửi nữa. Đồng đội của nó lúc đấy nó cũng bị ảnh hưởng tâm lý liên đới, anh em hiểu không ạ? Bởi vì là bây giờ đồng đội của nó cứ nhìn thấy cái thằng xạ thủ của team mình vốn là vị tướng về late game là cần phải khỏe đúng không? Cứ bị hấp diêm liên tục thì làm sao đồng đội của nó tập trung vào đánh được nữa. Lên bảng điểm số là Hayabusa, nhưng đổi lại là khỉ bên phía của Tô Mỡ cũng đã bay màu. Một tình huống đánh nhau ở đây, nhìn anh ta đưa ai đó vào lô này tình ngã, anh ta đưa Popo lên Koopa và anh ta đi bụi luôn. Mỡ đang có được cái KDA 2214 và chuẩn bị ở trong cái góc này nhảy lên này. Hình như là nó có khiên thần, dồn sát thương. Ôi rồi, sao tôi phi bài cảm giác không thấm anh em nhỉ? Nó cứ nghe, không chết à? Tôi lại nhảy vào để tôi câu chiều. Ok, nhưng có vẻ như là cái con ghi nó lên kháng phép rồi. Tôi nghĩ ít là nó phải lên cái khiên thần. Và thêm vào đó là cái giáp hoàng kim nó đang rất cứng. Và tôi có mặt ở đây, ui dồi ôi, ulti tỏa khuyên trưởng mũi đông bật lên, né đi cái choáng đi từ Brody và nhảy sang phía bên này. Xong làm gì nữa ạ? Hết game rồi, cao ơi, lót phải nhà. Vâng, trên đây là toàn bộ video clip mà tôi muốn chia sẻ với anh em về thanh niên khốn nạn Hurley và anh da đen xui xui Brody. Nếu anh em thấy video clip này thú vị, đừng quên để lại cho tôi một like và ký kênh nha. Peace.